Ok nhá, xin chào thể các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về game Monkey Man. Trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Thì hôm nay trong video này ta quay trở về chế độ thử thách cốt lõi một chút xíu. Cái này thực ra nó cập nhật tướng từ khá là lâu rồi, nhưng mà mình lười chả quay, lâu lâu quay kỷ niệm một tí xíu. Cái này thử vận may một chút xíu xem đi tướng cái thứ có đỏ hay không nhé. Thì game bây giờ nó cập nhật cho khá nhiều tướng và đánh cái này cảm giác là vượt qua mắt ải nó dễ hơn ngày xưa rồi. Còn để được cái số ải cao thì chắc là nó cũng sẽ hơi khó một chút xíu. Với lần trước trong cái video trước chơi gà quá mọi người bổ túc cho một tí thì hôm nay thử áp dụng lại xem có khá không nhé. Thì đầu tiên là chỗ chọn nhân vật thì tuần này may mắn là cho mình những cái co rất là mạnh như co DK, co mực đúng không? Thì ở đây thôi thì chả biết co nào, tôi lấy co DK đi. Đấy, co DK nó đa dạng tướng hơn co mực, thì thực ra là chơi mình thấy hai co đấy chơi co nào thấy cũng ok thôi. Trong ba con tướng này đây chắc mình chọn con bi vàng vì cái thủa ngày xưa mình đi reroll nick mình hay bán được con bi vàng nên mình ấn tượng nó hơn. Trong mấy con này thì mình ấn tượng con vua thú hơn, chọn vua thú. Và tất nhiên là cũng chả biết chọn đúng hay sai nhưng mà đang thế. Ngày xưa khi mình chơi không để ý cái cột tăng thêm này. Còn bây giờ sau ngày xưa mọi người bổ túc xong, bây giờ mình để ý bột này hơn. Thì mình sẽ ưu tiên lấy bốn cái vũ trang để tối ưu về mặt sát thương. Còn lại những cái kia thì tùy cơ ứng biến. Đấy mình đang tinh thần như thế. Trong mấy con này chắc là phẩm cao nhất con Kobu. Ngày xưa cũng hay chơi con Kobu để lấy mấy cái ăn mòn axit của nó. Tiếp tục bây giờ xông vào đây nhé. À từ từ mình xuống chỗ đổi mình xem có gì mình cần mình đổi không. Đổi tí cái hồn con mực này. Rồi tí cái liên quan mực để nâng dần lên này. Tiếp tục sướng cái này, mấy cái co cũ thì chắc mình bỏ qua thôi. Mới lấy tí của con DK này. Rồi tiếp tục quay trở về đánh tiếp nhé. Mấy cửa đầu tương đối dễ, chủ yếu là nếu may mắn thì mình đi sớm được qua ải. Còn để cái thành tích nó cao ấy mà thì đôi khi phải mất nhiều ngày một tí để quay xem ra tướng trùng nhiều không để nâng sức mạnh lên. Mấy cửa đầu dễ ấn bỏ qua luôn thôi. À, thôi xem một tí thì cũng được, ngày nay quay mỗi cái này mà. Còn thực ra nếu mà muốn theo ý mình hơn dùng kim cương nhưng mà thôi mình nghĩ cũng không dùng kim cương làm gì. Mình nghĩ là cái ăn được tương đối quà được rồi. Còn ăn cái quà xếp hạng tốn kém lắm, chả cố đâu. Đánh quanh sao vượt qua hết các ải được. Nói chung bây giờ tướng xịn hơn xưa, anh chơi nó cũng dễ hơn xưa. Cái ngày xưa mình đi cái này cũng chật vật lắm. Bây giờ thấy đi nhàn kinh được ấy. Update từ cách đây vài tháng đấy. Nó cho đến tận co DK là biết bây giờ chơi dễ nào, quái thì vẫn như cũ mà cho đến tận co DK thì thực sự quá là dễ rồi còn gì ấy. Dễ để vượt qua các ải thôi, còn để lấy cái thành tích sát thương thì vẫn hên xui lắm. Nó còn hên xui vận may tí, nếu mà hên thì đi được sớm không thì mất mấy ngày mới đi xong cái này đấy. Để đi rôn tướng đấy. Nhưng mà thường để vượt qua hết các ải đi ngay trong ngày đầu là được, còn để cái thành tích nó cao mất nhiều ngày. Mình cứ đi bao giờ kẹt thì mình roll thêm tướng thôi. Thì mấy cửa này đang dễ quá chắc chưa cần thiết đâu. Cái tuần nào mà roll trùng những con trong cái team đang chọn chính là sướng, đánh đam nó to. Rồi cái tuần nào mà roll cái mỗi con ra một con thì nó chỉ qua mức độ là vượt qua ải thôi. Sát thương nó khó lớn. Để xem hôm nay quay video có hên không. Ngày xưa vua thú của bi vàng trọng dụng nhiều lắm. Chẳng qua bây giờ lắm tướng thế hệ đến tận UR thì thôi. Chứ còn ngày xưa dùng nhiều. Chơi co DK năng lượng cũng nhiều nên cơ bản gần như mình sẽ nộ liên tục các con thôi. You tell me all the right.
cái thời mình nghỉ game là mình không được trải nghiệm cái co của con muỗi đâu. Hình như con muỗi là co hồi sinh chứ sao, từ đấy mình không được trải nghiệm co đấy. Thế là vẫn con muỗi, nhưng mà lúc mình có con muỗi thì lúc mình quay trở lên có con muỗi thì lúc đấy đã chơi sử con khác rồi. Thế có một số cái co trong cái thế hệ chơi game mình không được trải nghiệm mấy. Hai thời đầu game, cái thời mình mãi đi reroll tướng để mình bán nick ấy, để bán nick kiếm tí tiền ấy, thì lúc đấy mình không trải nghiệm được game mấy. Chứ thời đấy lúc đấy nó ra rất nhiều co, nhưng mà thực ra đa số mình chỉ chơi co đồng đế là chính thôi. Chứ còn một số cái co, ví dụ co của Amai này, hay là co của con Sea King này, hay là co của con Zinus, à cái gì ạ? Ừ, tiến sĩ Zinus, cái thứ linh tinh, à tiến sĩ gì nhỉ? Thế là tiến sĩ quên bố tên. Zinus là con nhân vật kia chứ nhỉ, là con người máy. Tiến sĩ gì ta? Tự nhiên quên tên tiến sĩ rồi, nên lại khai mấy cái co đấy mình không được trải nghiệm. Tại vì đơn giản đấy chỉ chơi mỗi con đồng đế, chơi tạ tạ cái nick chính rồi toàn đi reroll nick để hết 4 ngày rồi. Nên có một số cái sâu được trải nghiệm nhiều. Đâu như tiến sĩ vẫn là Genus, còn cái thằng kia là Genos chứ nhỉ. Nói chung nhiều khi tên, nhiều khi tiếng Anh dốt đọc cứ nhớ lẫn các con. Thế rồi à, trước khi đấy vào đây chia bộ thêm một con. Ví dụ ở đây trong mấy con này đây thì không lấy thêm con này, lấy đi sát thương đi nữa. Ở đây hiện tại đang lấy tấn công thêm 25% đi, mặc dù con này rất là yếu. Thôi quay ra đây đánh tiếp cửa số 5 đi. Thường thì vượt qua khoảng tầm hơn 6 ải bắt đầu mình mới nghĩ đến việc là roll tướng thêm. Nói chung bao giờ kẹt thì roll thôi, chưa kẹt thì cứ đánh tạm đi được. Để mấy cái này đang dễ mà. Chứ còn chơi co DK búp máu lên nhiều ấy, hoặc là chơi co mực con siêu bất khuất ấy, thì thường xác suất thua mấy cửa này nó khó lắm. Tại vì tướng có chết đâu, cứ đánh từ từ thì nó cũng sẽ thắng thôi. 10 lượt nó đánh chắc là giết được. Tại vì khi mình nó có bi vàng, có co bu, có con vô thú rồi thì chắc là giết được. Thấy chưa, gì mất hơn nửa máu là tốt rồi. Rồi tiếp tục đến cửa tiếp theo nhé. Đây con Kabuto. Làm mau tím mình chả sợ nó hút lắm. Chúng chắc phải đánh ải mười mấy, chắc may ra phải đi thay tướng đấy. Thì thấy nó đang đánh dễ, chúng nó đánh hơi lâu một tí thôi.
Rồi sang tiếp bài số 7. Này ấn bỏ qua luôn nhé, vì mấy cửa này đang dùng cùng một team. Bây giờ nó bí bí bắt đầu mới đẩy tiếp. Đi cho nó nhanh một tí đã, cửa số 8 này xem có win tiếp được không này. Vẫn win được. Các bạn máu nhiều quá. Chỗ này chắc mình chọn chỗ tạo mới miễn phí đi, mình không thích cái quà kia lắm. Sang cửa số 9 này. Cửa này lên con vua lòng đất cái bản thức tỉnh này. Xem một tí đi, xem có win được không. Không win được mình sẽ đi roll thêm tướng, thì nó có một số lần roll nhất định rồi. Kiểu cứ vượt qua ải lại cho thêm lần roll, đúng không? Xong rồi thời gian trôi qua lại cho thêm lần roll nữa, nên cứ từ từ chiến thôi. Cái này hình con thức tỉnh 2 mà cái chiêu thức thì vẫn giống con thức tỉnh 1 thôi. À, giống con bản đầu đó. Còn thức tỉnh 2 cái đốt cháy ở đó nó khác kìa. Thế cái này nó ra nhiều khi ra trước cả khi ra tướng ấy sợ. Nhưng máu còn nhiều này sợ cũng chả chết được. Đánh lên mấy ải cao cao bắt đầu mình roll tướng thì xác suất ra con phẩm cao sẽ cao hơn. Còn nếu mình roll sớm từ đầu thì một phần là do mình cũng chưa cần thiết phải đánh. Bản chất là tướng thường đã thắng rồi ấy. Xong rồi roll nhiều khi ra toàn tướng củi nên không muốn roll từ đầu. Còn đến cái tầm cái cửa này bắt đầu đi roll đứng được rồi, nó đầu ra SR nhiều hơn rồi. Nó mà ra là mấy con SR thế hệ từ SR cộng ấy là sướng, là chơi sướng lắm. Còn nó ra với con SR đời đầu thì chơi cũng bình thường. Nhưng quan trọng nhất là mở cửa cho cái co ngay chỗ co đầu đã có hai co ngon nhất rồi ấy, thì cơ bản nó đã dễ rất nhiều rồi. Chứ nó mà cho mấy co củi củi ngày xưa đánh chật vật hơn nhiều lắm. Thì đánh cái này năng lượng với máu thì thừa đầy ra đánh dễ lắm. Rồi mình nhìn thế trận thế này chắc vẫn thắng đấy, ấn bỏ qua rồi chắc vẫn thắng thôi. Chưa thua được. Cái này sau khi đủ hết cái này cho mình chọn tiếp nên xem ra cái con nào mới không, cái con này cũ quá rồi. Nó cho mình chọn đây, chọn tiếp DK đi. Con mới mà chọn nó chẳng qua lần trước nó không ra cái con DK hay con mực để chọn thì phải chịu đó. Này mở miễn phí thôi. Bây giờ thử roll một lần nữa lấy tướng thứ 6 xem nó ra là tướng nào khỏe khỏe nhé. Ôi ra là Kabuto này, đẹp quá. Dạo này có duyên với Kabuto này, dạo này quay content toàn dính Kabuto đấy. Cho Kabuto vào, cho lên trên này. Bi vàng đây con cây xuống dưới. Rồi tấn công nhé, có Kabuto chắc là hoành tráng rồi. Đây bảo đấy nhiều khi để roll tướng đẹp đẹp SR cộng sướng lắm. Nói chung cái này nó may rủi nhiều. Có Kabuto chắc chắn là win. Tại tướng trông vẫn đang phèn phèn lắm. Nhiều khi chơi cái tính năng này đôi khi cho mình cái trải nghiệm là những con tướng mà mình đã gần như out meta rồi. Nhưng mà trong tính năng này vẫn dùng chơi chơi được. Đôi khi sự đổi gió nhẹ nhẹ tí trong cái quá trình mà ta chơi quá nhiều cái meta giống hệt nhau.
Sao trận này ấn bỏ qua tiếp nhìn thấy đang dễ. Thì cần mấy con tướng này chắc đủ vượt qua 12 ải chính rồi. Xong trước khi đến cái ải thứ à đâu? Đây là 15 ải, nhớ nhầm, 15 ải đấy. Đánh mãi vẫn nhớ nhầm số ải. Đấy, mấy cái này giúp cho mình có thể nâng cấp những cái co lên, vừa tăng lực chiến vừa tăng sức mạnh cho những cái co. Nói chung những cái co chính của mình nâng cũng tương đối rồi. Chủ yếu bây giờ là thôi thì cứ vừa nâng vừa tích cho chuẩn bị cho co mới thế hệ Boros thôi. À bắt đầu thua rồi, có cái đi rôn tướng rồi. Bắt đầu thua rồi, tốt quá. Đi rôn tướng cho mạnh hơn nhé. Xem phát này ra được R cộng tiếp không? Phát này nữa lại không ra R cộng, nó cho R, thôi lấy tặng Fubuki một tí đi. Tôi còn rôn tiếp đi. Mấy con này phèn quá nhỉ. Con mực này thì ghẻ quá. Con này R nhưng mà ghẻ quá. Thôi cứ lấy tạm một tí cho nó có thôi, chứ còn tác dụng là không có. Về sau trùng con khác có thể hủy đi được. Con này cũng hơi đen rồi, lấy tạm đen bóng. Con đen bóng này con đen bóng cùi, không phải con đen bóng xịn. Hình như con đen bóng xịn là chưa được update vào đây. Nó chỉ update là con DK thôi, chứ còn những con sau đó như chưa update vào. Những Euro cộng thì được này. Vô tình là kích được 4 cái tâm linh. 4 cái tâm linh tăng liên quan đến trị liệu thứ. Thực ra chủ yếu cần kích hai cái để tấn công là chính thôi, còn chủ yếu là kích cái vũ trang ấy. Vũ trang là rất sướng hơn. Mà nãy giờ không ra cái nào vũ trang nhỉ. Làm mới tiếp đi. Có lúc ra toàn SR thì phải chịu đó. Cái này có flash cộng thì ngon này. Bây giờ thì mình chơi con DK, bắt buộc phải có con DK là công nghệ rồi. Vậy thì bắt buộc phải hy sinh bớt của bên bên hệ khác thôi. Vậy chắc mình hy sinh đi, mình hy sinh con mực đi. Con mực này chán lắm. Để cho con flash cộng vào. Tiếp tục làm mới tiếp đi, vì sắp đến những cửa cuối thì làm mới hết. Từ tầm này ra SR cộng nhiều rồi. Đúng rồi, nãy là tiến sĩ Genos nhé. Nãy mình cứ nhớ nhầm thằng Genos. Đây Genos là đúng rồi. Nhưng mà thôi kệ, làm mới tiếp thì không chơi con đấy. À Zombie Man dùng được này. Zombie Man mình thay tiếp cho con bỏ bớt con Corbu đi. Bây giờ tâm linh nó có con Gyro cộng rồi thì bỏ bớt đi. Lấy Zombie Man về. Lấy hai cái kích tấn công rồi. Tiếp tục làm mới tiếp đi. Con Menzagat này thì hơi phèn. Đợt này update cả Menzagat SR cộng rồi nên nếu ra SR cộng thì lấy thôi. Chứ tầm này mình nghĩ là chơi con DK chả chết tướng được mấy đâu. Nếu mà tướng công xịn xịn tí thì thôi cứ bỏ qua đi. Con MK thì cũng MK thường, MK cộng như là chưa có nên là thôi bỏ qua nốt đi. Mình không hay chơi nhiều công nghệ lắm. Có Phượng à. Cháu cho Phượng tí phòng bất chắc nhỉ. Nếu mà cho Phượng vào thì bỏ Tatsumaki. Nhưng bỏ Fuki. Fuki hay tấn công được. Không thì cứ bỏ tạm con vua thú đi. Vì ra nó kích nó toàn kích theo kiểu là ấy nhỉ. À không, 3 con nó kích thêm chút nữa, 2, 3, 4 đúng không? Thôi kệ bỏ đi, để mình lấy con Phượng về. Phát rôn cuối cùng này. Có Goketsu, Goketsu thì bỏ qua đi. Nhưng Goketsu thì có lẽ nhiều khi nó hơn con đen bóng thường ấy nhỉ. Bỏ con đen bóng đi, lấy con Goketsu đi. Mà dù cũng chả cần lắm đâu. Rồi, quay ở đây đánh tiếp đi, chắc là win rồi mà. Ở đây dùng win cho Flash này, cho Gyro này, cho Zombie Man. Có nên cho Phượng không? Thực ra mình nghĩ là Phượng cũng chưa cần thiết lắm đâu. Ví dụ để Flash ở đây đi. Nó búp cho con đem bóng bắn chẳng hạn. Kabuto ở đây, à không búp cho Gyro đập đi. Thì để con Zombie Man lấy lên trước nó đi. Thử để vậy sao nhé. Hoặc không cho con Phượng vào cũng được, vì Phượng thì... Con Phượng thì nhiều khi không tốn năng lượng lắm thì con này một con... À con này không tốn búp mà không tốn này. 1, 2, 3. Không phải cho con Phượng đi, Phượng bỏ con này đi. Rồi ok để vậy nhé, tấn công nhé. Thực ra phứa phứa một tí cũng được ấy mà.
chủ yếu là khó sao đánh con bot cuối nó to điểm thôi, nhưng mấy cái này chắc nhẹ nhàng thôi. Thì bạn thấy là nó cho dây chơi thì toàn đa số toàn tướng thế hệ mới để đánh thì làm gì chẳng dễ, cửa thì đa số vẫn như cũ. Giờ tướng xịn rồi đánh nó đẳng cấp hơn rất nhiều rồi. Ờ mình đánh vầy à, không cũng được. Đánh vầy ok rồi. Thắng này cho thêm lần drone đấy. Đây thêm một lần tạo mới miễn phí đấy. Xuống đây chiêu mộ thêm tí ra thêm con gì, có hai lần samurai này tính phèn đủ 4 con bên ấy rồi, không cho samurai thay con này đi về sau nghịch chơi rồi mà chắc chả cần đến nữa. Chỗ này không ra con nào mạnh hơn cả, thôi ok vào đánh tiếp đi, giữ nguyên team cũ đó này, chắc ấn bỏ qua luôn thôi, win chắc chắn đấy mà, tướng mạnh quá còn gì. Cửa này bot cuối của những cái con bot bình thường thì xem trận này đi. Giờ đến cái con bot để tính tích điểm. Đánh chết được cả Kabuto của mình. Nên có Phượng Hoàng hồi sinh lại sống lại. Nói chung là team này tương đối rồi. Tí nữa mà roll ra trùng những con trong cái team chính này là sướng nhất. Đấy cho nó khỏe hơn nữa. Ok nhé, như vậy là win nhé. Xong xuống đi chiêu mộ thêm tí tướng nhé. Nhận kết quả thưởng vượt ải nhé. Được thêm tí cái lõi niệm lực của con mực. Con này hơi vô duyên không ra con nào mạnh nữa. Như vậy vẫn không ra con nào mạnh nhé. Cái này cứ qua một số thời gian khoảng tầm 2 tiếng cho thêm một lần. Thì cứ đến từ từ thôi. Giờ đến cái con thử thách cuối cùng của Boros lần này này. Đánh thử xem được bao nhiêu sát thương này.
đánh một phát chết Kabuto luôn, may có Phượng hồi sinh, đánh đau vãi trưởng. Nếu đánh phát ở giữa vậy kéo để có Zubiman đứng giữa kéo hay hơn đấy. Zubiman nó lầy lội, nó không chết sớm rồi. Để xem hết trận này như thế nào đó. Chứ nó khè phát chết luôn cả hai con ở giữa thì mệt. Phượng nó vẫn còn lần tự hồi sinh chính nó nữa, không sợ lắm. Thì cho hai con tự hồi sinh được vào giữa đi. Không biết hợp lý không nhưng mình đang nghĩ như thế. Đánh thường cũng chết à? Nãy giờ toàn hồi sinh là Kabuto bị chết rồi. Đánh đau thế không biết à? Chưa, Kabuto hai vạch máu không sống nổi. À đâu, như vẫn sống à, vẫn còn vạch máu à. Nãy giờ như chưa chết vẫn còn vạch máu. Mình cứ tưởng chết luôn. Hình như là cú nó nộ là chết luôn, cú đánh thường là trụ nó mất một vạch thì phải. Hay là chết rồi hồi sinh còn một vạch ấy nhỉ. Đấy cái lần nó thấy nó lăn quay rồi lại đứng lại, chả biết là hồi sinh hay là mất một vạch máu. Có phát này nộ chắc là bay luôn rồi. Chết luôn cả Phượng Hoàng. Ác chiến à. Không biết đánh hết 10 lượt không hay là 6-7 lượt là chết hết team rồi. Còn lát con này tránh có đỡ hơn tí gì không? Thì đấy đánh vẫn đau lắm. Thế giờ không nghĩ con nó đánh nộ đau vậy, bình thường toàn ấn bỏ qua ấy, không xem trên báo ấy, không nghĩ nó nộ phát chết vậy. Nó cứ bảo co DK máu dày không chết, nó khè cho chết luôn cả máu tím. Đau thật đấy. Đánh cái này sợ không được nổi 10 lượt ấy. Bây giờ tầm 600k sát thương thôi. Rồi cũng trụ được 10 lượt đấy mà đam bé quá. Rồi cái này chờ thêm thôi, rồi sẽ đẩy lại vị trí một tí xíu cho nó khá tí. Nhận chút quà này nhé. Mắc đam thì nó phải rơi vào tầm 3 triệu đam không? Còn bình thường mình hay đạt cái mức khoảng tầm 1.6 triệu đến 22 triệu 2 hơn. Còn cái mức 3 triệu đam thì tuần trước mình đạt được, tuần này chưa chắc. Còn tiếp tục lên tiếp thì còn nhiều ngày, nó kéo dài nửa tuần mà. Bây giờ mình sẽ đẩy con Zubiman lên trên này đi. Để cho Kabuto đầu, nếu vậy thì tụt Euro xuống đây. Thử để vậy xem sao nhé. Cứ đảo đi là đảo linh đảo tinh không được thì lại chờ ngày mới roll tướng tiếp thôi. Người trong khuôn khổ video này thì chốt trong thời điểm này luôn thôi nhé. Còn phải sau có roll nó được thành tích cao hơn không tính sau. Chúng đánh tí cho nó biết thôi. Đánh ở đây chắc mình giữ ít lần hồi sinh của con Phượng nhỉ. Tại vì Zubiman nằm sân thì nó đứng lên thôi, chắc không tính là hồi sinh đâu.
Euro thấy cái cây nến nó phụ đa một tí nữa. Zombie Man này sống dài phết đấy. Nói chung là vẫn nằm sân sớm lắm, không trụ được. Chết sự con phượng rồi. Hay có nên để cho con DK chết trước để câu con phượng ra một tí rồi để... thực ra nó lại hồi sinh con DK được một đẻ. Nó cũng chả khá được mấy. Tự hồi sinh cao nhất là chắc là Zombie Man, cái bản đầu là gần như hồi sinh nhiều nhất rồi. Nói chung là trông không khá khẩm được mấy. Giờ xem có né được nhiều không thôi chứ vẫn chết thì chịu. Còn thấy sát thương cũng chỉ na ná lần trước, cũng chả hơn được mấy. Ở dưới là thấp hơn lần trước ấy. Thôi ok, để chiêu mộ thêm xem ra thêm cái gì không nhé. Chứ còn như thế này hơi kém quá. Thích nhanh thì dùng kim cương, mà kim cương làm gì có đâu. Thôi để vậy, để dành kim cương mua vé đen. Đứng tạm đứng tận hạng 92 cơ. Thôi cứ để từ từ như vậy đã. Rồi ok, mình để sang ngày mới tiến thêm tí điểm chiêu mộ để thử thêm tí có cải thiện thành tích được chút không nhé. Và chiêu mộ thêm một chút xíu thì nó cho mình thêm 8 lần chiêu mộ nữa. Mình xem có ra con tướng gì mới không này. Toàn ra con cùi bắp thế này thì chết dở. Nó cũng may rủi vãi trưởng thôi. Con Menzagat này không thích lắm, thích con Menzagat R cộng thôi. Là mới tiếp thôi. Con DK này DK thường. Còn có 4 lần là mới nữa mà ra con đồng đế. Nếu đồng đế bình thường. Phụ thêm tí đam thôi, không ăn thua mấy. Không thì bỏ tạm Fubuki đi cũng được, vì Fubuki lần nào mình không chơi thì mình kích về thì kích được hai cái tấn công đúng không? Đấy, nhưng mà cái này bằng phòng thủ với HP là không được tấn công rồi. Nhưng mà cái này thì thêm tí trị liệu mà nó vẫn chết tướng thì tôi bỏ qua, thì bỏ bớt con Fubuki đi. Cho con đồng đế vào đấy. Không ra trùng được con nào nâng sức mạnh nhỉ? Còn hai lần nữa. Căng nhiệt pháp cuối cùng. Ui được mỗi vaccine men, bực hết cả mình. Vậy thì lại hơi khó rồi. Để cải thiện lên một chút xíu mà khó quá.
Bây giờ chỗ này liệu cho đồng đế vào cải thiện được hơn không? Mình thử cho đồng đế vào, mới bỏ con nào bây giờ đây? Kabuto thì không nỡ bỏ. Mà đánh phát chết luôn thì bỏ Phượng Hoàng thì cũng dở nhỉ. Đánh phát chết sừ rồi còn đâu nữa. Không có Phượng Hoàng sợ không nhây được. Hay kệ có Zombieman nhây để lấy thêm một con sát thương vào thì để hy sinh con DK chết trước đi. Thử vậy xem có nhây được không nhé. Đau đầu phết. Không có kinh nghiệm đánh con boss này đâu. À đâu, mình thấy con DK sống được này. DK sống được. Vậy biết đâu là hy vọng được. Nãy tưởng nó khè chết luôn DK, DK sống được. Thế để DK đấy hợp lý rồi. Chết mỗi Zombieman nữa lại đứng lên đấy, đứng tiếp thôi. Hay là do mình mới lấy thêm một con đồng đế về kích được hai cái công nghệ, nó tăng lên phòng thủ nên sống được, với HP lên nên sống được ta. Như lần trước là chết luôn đấy. Giờ muốn test đúng hay sai nữa thì cần bỏ con đồng đế ra cho lại con Phượng và để lại đúng như cũ. Nếu con Phượng không chết thì là do nãy mình búp lên thôi. Vấn đề đấy bây giờ không quan trọng nữa, quan trọng là thành tích có thể cải thiện hay không thôi. Mình giả lên một con hỗ trợ, tăng thêm một con sát thương nhưng mà xem có đánh được lên khá khá máu không. Được cái tuần trước thì Ron đỏ được thành tích cao thì lại không quay video. Được cái tuần quay thì nát quá. Rồi phát thứ hai thì cũng chết tướng rồi. Con đồng đế được mỗi cái nó chết thì còn con chó ra đấm thêm tí. Ai mà nhưng mà hết lượt con chó tự chết thôi, cũng chả giải quyết được vấn đề lắm. Tuần này không roll được tanh tốt với Sea King, tuần trước mình roll được cả tanh tốt cả Sea King nữa. Tuần này roll hơi đen một tí xíu. Để cái Zombieman nó lầy lầy, nó cũng câu giờ cho mình khá khá, không phải chết hết cả team lâu rồi. Zombieman cứ chết đi sống lại, nó cũng nhảy chút xíu rồi. Cứ nằm sân lại đứng dậy thôi. Có vẻ năng lượng hơi ít nhỉ. Zombieman hết mạng hồi sinh rồi. Đây mà con này cứ khè phát chết cả hai con cùng hàng luôn nữa, áp lực quá.
Nó cũng nhà ná với trận trước, bây giờ thử thế này này, thử cho Phượng vào lại nhé. Mình cho Phượng nó đứng sau le với con Zombie Man để câu kéo lâu hơn tí đi. Rồi cho con Phượng vào. Nó chấp nhận có thể hy sinh đồng đế thôi. Để cho Phượng đứng sau le xuống dưới, đứng ở trên đi. Thì con không Phượng xuống dưới đi. Cho Flash lên trên để phải sau le nhau đi. Thì cho cái gì nó hồi sinh cái thứ nhây nhây, cái này nằm sân được, cái lây lầy tí xem sao. Cứ đảo loanh đảo quanh thôi. Phải cố làm sao một câu kéo lâu nhất có thể, đặc biệt cái hàng giữa. Đề cả nhất vẫn chưa chết là tốt quá rồi. Chết thì ra Phượng lại hồi sinh ấy. Nhưng mà cái thanh máu nó ít quá này, chắc lại chết tiếp rồi mà. Nhưng con Boros nó không nộ liên tục. Tơn nộ, tơn đánh thường thì dễ thì con Zombie Man nó chịu rồi. Nhưng mà khổ mỗi cái tơn đánh nộ. Chết xong lại hồi sinh rồi. Nhưng nãy giờ đánh ở giữa vậy, hay để Kabuto vào giữa cho nó đánh nó phản đam liên tục nhỉ. Lấy thêm tí cái phản đam vẻ ngon hơn đấy nhỉ. Thì thế đánh nãy giờ cũng chả sát thương chả hơn được mấy. Rồi ấn bỏ qua thử cho Kabuto vào hàng giữa lại. Đây bỏ Kabuto vào hàng giữa này. Giờ vẫn khè phát chết Kabuto luôn. Khổ thế không biết này. Chưa gì phải hồi sinh Kabuto rồi.
Giờ ấn bỏ qua luôn đi thôi. Đánh nhìn qua một tí vậy. Nhưng tổng sát thương hơn được tí gì không? Có hơn đấy, lên được 993 đấy. Nhưng mà vẫn chưa đạt mốc cao quá, rồi được thêm được 2 mốc quả. Đấy, để Kabuto trực diện có vẻ hơn đấy. Nhưng mà thử để Kabuto lên trước xem nếu nó nộ trước cho Zombie Man nó khá được không nhé. Chết nó chắc vẫn chết thôi, nhưng mà để xem cái thành tích, cái điểm nhận được có nhiều không. Ấn bỏ qua luôn xem cái tập tổng điểm thôi. Nó cũng xem như cũ. Giờ 3 1 2 lượt xem có biến động gì không. Nó tụt xuống tí. Chán thế. Rồi ok, tạm thời vậy, để mình chờ thêm tí nữa. Định chốt video rồi thôi, để chờ thêm tí nữa. Để xem có roll thêm con nào mới không. Nãy giờ roll đen quá thì mất thôi. Để nối tiếp video bạn xem nhé. Ok, thêm được vài cái lần roll tướng mới thì tí, trung tầm 2 tiếng được lần thì hơi lâu. Thì quay nốt tí xem có cải thiện được chút nào nữa. Thôi chết dở, lại ra tướng cùi rồi. Làm mới tiếp. Thôi chết tôi rồi. Phát cuối cùng. Ôi, trùng mỗi con samurai chán nhỉ. Đúng là vô duyên quá thì mất tôi coi chừng nó có vẻ không có duyên lắm rồi. Cái này thì làm sao làm ăn được gì chứ. Không ăn thua nhỉ. Tướng nó chán quá. Nó không ra trùng con nào, cũng không ra thêm con gì mới à. Nên đâm ra là cũng hơi khó. Mà con samurai ấy không nằm trong con mình dùng nên là cũng hơi khó. Nói chung là tạo thời hạn tận hạng 122 cơ. Thôi để nối tiếp vậy. Ok, tiếp tục thêm một số tiếng nữa đi chiêu mộ tiếp xem có cải thiện được không nhé. Còn đây có 11 lần chiêu mộ này. Nó cũng hên xui lắm. Ui, flat thường à. Cứ tưởng là flat cộng, flat thường thì thôi. Để có flat cộng rồi mà. Tatsumaki cũng hơi khó chơi trong trường hợp này. Tiếp đi. Nó có ra nhiều con phẩm thấp là mệt lắm ấy. Amai bây giờ thì cũng hơi thừa nhỉ. Tại vì thực ra bây giờ thì đánh những ấy. Chẳng qua là con Goketsu cũng chả dùng mấy. Thì thôi cứ cho con Amai ở đấy, biết đâu mà sau cần thêm tốc nữa. Thì vứt vào, nhưng thường người ta chơi một búp tốc. Có mấy khi người ta chơi mấy búp tốc đâu. Tiếp tục nhé. Chủng mỗi có bì vàng tôi lấy tạm mà tí được. Càng đấy. Có vẻ hôm nay không may mắn rồi. 4 lần nữa không ra con nào mới khỏe đang mệt đấy. Chả bù tuần trước ra toàn tướng thế hệ mới. Con bang thì cũng có thể dùng tạm một tí nhỉ. Nhưng ra co mình đang chơi với con gì. Thôi cứ cho tạm con bang đi. Con bang thì chắc là bỏ con này đi. Cho con bang. Thế thử cho bang một xem có khá khẩm một tí. Không cảm giác khác biệt mấy đâu. Nhưng mà cho bang vào thì bỏ con nào bây giờ. Thì bây giờ tướng bây giờ thì khó quá. Thử bỏ bớt con hồi sinh cho thêm con đam vào nhé. Cảm giác không có hồi sinh trông vẫn bất an lắm. Không có hồi sinh thì Kabuto thì hơi mất tác dụng nhỉ. Nó chết luôn Kabuto thì không ổn lắm. Không còn nào để vứt nhỉ. Con Zombie Man nó hồi sinh nhiều, bỏ ra thì hơi thế tiếc. Không thì thôi chấp nhận để cho đứng đây thôi. Nếu bỏ Zombie Man thì khá hơn không. Để giữ được hai con SR. Để xem tổng sát thương nó hơn tí nào rồi. Thấp lắm. Thử xem ba có chủ được cú độ của nó nhé. Bang trụ được này.
Vì con bang né tốt hơn hay sao mà nó lại trụ được cú đánh, thì trong khi Kabuto phát nào cũng chết. Chưa kể ra lúc đầu cho con mực thì khéo thì tận dụng được hai thanh máu của con Kabuto hơn nhỉ. Thì chuyển sang DK thì mất bốn cái thanh máu xanh rồi. Con đổi thành máu tím rồi. Vẫn trên thì thường. Nói chung là cũng không khả quan hơn mấy. Rồi sẽ cây nến hỗ trợ cho Kabuto tồn tại. Ngỏm luôn, không ăn thua. Rồi ok, roll nốt mấy phát không được thì chốt thôi nhỉ. Ta sẽ roll thêm một tí nhé. Nói chung là cái vẻ nó hơi vô duyên, con thần lợn SR cộng thì ra cũng chả có ý nghĩa gì lắm. Nó chỉ giống như con phượng thôi. Roll tiếp đi. À đây có con này, con này đam được. Có con rán đây rồi, con rán được thay con nào bây giờ nhỉ? Bên vũ trang thì Flash bút tóc thì giữ nguyên này, Zumimen nó nhây được này. Thế là thay bi vàng hoặc Samurai, thì thay bi vàng đi. Lâu lắm được con sát thương. Bên này hết rồi, nó đánh thử đi nhé. Nói chung là cũng chưa mạnh lắm đâu, nhưng mà thôi được hơn tí thì thay con bang đi. Cho con này vào cho Flash bút, cho con vua đồng đất đốt đi. Những cái hàng giữa trông vẫn bất an lắm, mà hàng giữa để con bang có lẽ là uy tín hơn là con Kabuto ấy. Là bản con Kabuto nó hợp với con mực hơn là con DK gì ạ. Ryoro thứ ở đây thì để con này sân đây. Con này lên trước đi. Thử để vậy xem sao nhé. Xem có cải thiện hơn được nhiều không hay là vẫn nát. Nói chung có lẽ lúc đầu mình chọn con mực có vẻ nó sẽ hợp lý hơn thì vậy. Đây là thêm cái đam đốt cháy. Ô nó không bị dính đốt cháy à? Thì không thấy hiệu ứng đốt cháy hiện lên hay là đốt cháy nó mất luôn rồi ta?
Chiến lược 1 mà đam vậy thì bé quá. À, vẫn dính đốt cháy, nãy bị hụt. Con vua đồng đất có tỷ lệ hụt. Giật hết cả mình, cứ tưởng nó miễn dịch. Không phải miễn dịch mà nó bị hụt lúc đầu thôi. Nếu mà đánh kiểu hên xui về chắc phải spam vài lần ra con số chính xác rồi nhỉ. Để có lần dính có lần không mà. Đây hai phát sau dính được. Mỗi phát đầu tiên là hụt đó. Mà nhìn sát thương mày vẫn hơi bé. Các bạn nhỏ cái nữa là mình không quay được con nào trùng nhá. Thì nữa mình cho mọi người xem cái nick clone nó sẽ đỏ hơn rất là nhiều. Nick chính thì đen quá. Trong quá trình xếp team này có cái gì cần bổ túc thêm thì các bạn cứ mạnh dạn comment với phần bình luận. Mình nghe hợp lý mình rút kinh nghiệm lần sau. Còn ở đây thì mình con boss này hay dựa vào vật may nhiều hơn là việc sắp xếp. Nhưng mà tuy nhiên biết đâu bạn nào cho cái ý tưởng gì đó giúp mình xếp nhàn hơn thì sao. Tại ngày xưa mới bổ túc được mỗi cái vấn đề chọn hệ cho nó tăng đam thôi. Chứ còn chưa bổ túc được các vấn đề liên quan xếp trận. Tại vì căn bản mỗi lần ra một tướng khác nhau thì cứ đảo lung tung thôi. Thường mấy phát sau gần như dính đốt cháy hết thì mà đam vẫn bé lắm. Vậy các bạn cũng không trụ được ở giữa. Như vậy thành tích tốt nhất của mình thì được khoảng tầm xấp xỉ 1 triệu đam nhé, nó cũng không hơn được nữa. Ở đây nói chung là mà trong khi 1 triệu 2 nhận thêm quà tiếp cơ. Thôi nói chung là nick chính thì thực ra vẫn còn, mình quay vẫn còn hơn ngày nữa để ấy thì cũng có thể xác suất ra là tướng ngon hơn. Nhưng hơn nick chính quay vậy thôi, giờ sẽ chuyển các bạn sang cái nick phụ. Để chốt lại video này. Đấy ok thì quay cái nick clone gần đây mình quay các bạn xem nhé. Cái nick này cảm giác số lúc nào nó may may hơn thì phải. Cũng là mình chơi, cũng là chọn cái con DK nhưng mà nick này roll tướng đỏ nhiều. Thì ở nick này đây chỗ chiêu mộ, ở đây nó cho mình thêm lần chiêu mộ, à hết lần rồi.
Thì bên này mình chiêu mộ ở đây là được con DK, nhưng mà con DK của mình, nhưng con DK của mình được thêm cộng 1, tức là mình quay được, mình roll được 2 con DK. Tiếp tục là con Mezagat mình cũng roll được ra 2 lần nên là cộng thêm chỉ số. Con Samurai cũng được thêm 2 lần nên được cộng 1. Tiếp tục là mình quay được cả Sea King, mình ra được cả con cảnh quyển nhân, nên cũng con này cũng con bản SR cộng nhé, là con thế hệ cao đấy. Có cả Goketsu, con đồng đế ra được 3 lần là lên cộng 2. Còn lại bên này thì mấy con này chủ yếu mình lấy để kích cái sát thương lên thôi, đúng không? Ở đây thì chúng ta định lấy thêm con tâm linh để kích thêm một tí cái này nữa, nhưng mà vì ba con giác đấu nó toàn con ngon nên thành ra là không nỡ vứt đi con nào để tăng đam cả. Chứ còn định lấy thêm con tâm linh nữa. Ở đây thì với cái sát thương thành tích tốt nhất của mình cái team này ở thời điểm hiện tại là được khoảng tầm 2.700.000 đam, tức là dẫn chung gần mắc quà, thiếu một tí là ăn cái mốc cuối. Nhưng thường cái mốc cuối ít khi mình ăn được thì cũng hên xui từng mùa, nhưng mà đến được cái mốc 2.2 triệu này cũng tương ok đấy. Còn ăn được mốc cuối thêm cái vé nữa, nhưng nói chung là thành tích này nó rất là đỏ đấy. Và hiện tại đang đứng ở hạng 30 so với trăm server, đúng không? Tất nhiên là vẫn còn thời gian nữa, nếu mình may mắn tiếp tục lại roll được chúng những cái con tướng đang chơi thì hoàn toàn, hoặc là có thể ra con xịn hơn ấy, thì hoàn toàn điểm số có thể cao hơn được nữa nhé. Chẳng con nick này chơi vui vui, ấn vừa chơi thì tí lại được vậy. Thì lúc trước mình cũng thử cho đồng đế vào tinh tinh đổi đi đổi lại, thì đây là cái đội hình mà cho mình sát thương cao nhất. Tất nhiên là có lần cao lần thấp, nhưng mà đây cái thành tích cao nhất là nằm ở đội hình này. Với thứ tự đánh này thì có Sea King, cảnh quyển nhân, ta có Mezagat, có hiệp sĩ cơ động, có Goketsu, có Samurai. Đây cho người xem qua một trận nhé. Thế đây đây thành tích tốt nhất của mình tính đến ngày hôm nay, thì mình muốn chốt video thôi. Để ra cái nick kia nó đen rồi có roll nữa chắc cũng thế rồi. Đầu tiên là cái team bên này là mấy con này được cộng cao, mình có Mezagat đây, đây con hiệp sĩ cơ động đều được cộng 1. Nếu ít nhất thấy là cú vả đầu tiên là mình cũng không toạch được. Mình còn khá nhiều máu. Và đam của con cảnh quyển nhân nó tương đối to nhé. Nguyên con cảnh nó vả nó bằng mấy lượt của cái nick kia mình đánh rồi. Lúc đầu mình định cho con đồng đế cộng 2 cơ, nhưng mà tuy nhiên cảm giác cho con Goketsu có vẻ nó đam thực tế nó vẫn to hơn. Hoặc có thể do mình xếp chưa hợp lý, nhưng mà lại khá là thành tích như thế này cũng ok rồi. Nếu mấy ngày sau roll đỏ tí ăn nốt được mốc 3 triệu đam thì ngon. Nói chung là thường thì muốn thành tích cho cao đầu tiên tướng thì không chết đã. Chứ còn như trận trước thì chưa vào trận đã chết xử tướng rồi, còn đánh đấm cái nỗi gì. Anh đánh có mấy lượt đã được khoảng 500k đam rồi. Vẫn đang trong lượt 2 nhưng mà sát thương nó lên hơn 600 rồi. Kết thúc lượt 2 là khoảng tầm 650k rồi. Sợ đập quá hoành tráng luôn. Con chó mà tỏa sáng một tí nữa là kéo đủ cái bốc 3 triệu ấy chứ. Chả qua là chắc nó hơi tỏa tối tí. Chưa đập thế này còn chê trách được gì nữa. Gần như mình còn chả cần dùng cái khả năng hồi sinh của con Mezagat luôn chứ. Chứ Mezagat ta tương tác với cái cò nó tốt hơn là có con khác. Hãy
Bắt đầu bây giờ mới chết một phát. Nhìn chung lại được hồi sinh lại thôi. Thế ra gắt còn nằm sân lại đứng dậy tiếp, cũng chưa chết rồi. Đến lượt số 8 rồi. Chết đôi hàng giữa rồi. Con chó đánh ghê phết đấy. Dao động khoảng tầm 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 7 đam. Thử thử cho phát cho con chó đứng trụ giữa thì có trụ được không nào? Đảo chơi chơi tí trước khi chốt lại. Sợ không sống được lâu đâu.
Trận đấu tương đối dài chứ hơi lag một tí. Không không khá được, có lẽ để đầu vẫn là ngon nhất rồi. Nói chung là chắc thành tích cũng chưa lên được đâu, để nhưng mà nếu mà roll hên hơn tí nữa, thêm tí thì kéo được đấy. Nói chung là đại khái là nói chung là đánh cái này cũng tương đối rồi. Đấy thì nói chung thì có lẽ là kết thúc cái video ở đây thôi. Thì mình cứ lên video một tí xíu xem có ai góp ý được cái mẹo gì đánh nó dễ hơn không, cái thứ thì học hỏi thêm. Còn không thì thôi, cái tầm tầm này cũng ok rồi. Còn nói chung là cứ nói chung là thường thường thì chỉ đánh cái con boss được kệ sử ấy mà. Tại vì quà với mình cũng chả quan tâm lắm, thì quà nó bình thường. Tại vì thực ra với các bạn là có thể nó được cái quà lợi rồi cái này lại mất cái quà cái khác, nó lại thiếu nó thứ mình không nâng được cái co đấy, nên thành ra mình cũng không có vội cái này sát thương quá lớn lắm. Nhưng mà cho thêm được cái vé thì tốt, không được cái vé thì thôi, thì cái vé này có thể lấy qua nhiều chỗ khác mà, nên thôi cũng chả quan trọng lắm. Nhưng mà chẳng qua là cái đợt trước mình quay cái tính năng này ấy, là khi nó chưa cập nhật tướng, còn cái này mà sau khi nó cập tướng xong rất lâu rồi mình chưa quay lại tính năng này, nên hôm nay tiện có con bot này thì quay thôi. Còn nó vẫn như thế, chẳng qua nó chỉ cập nhật thêm tướng vào đánh dễ hơn thôi. Thì cũng chia sẻ với các bạn chút xíu như vậy. Còn bây giờ mình kết thúc video ở đây nhé. Bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào các bạn nhé, xin chào nhé.